みなさん、こんにちは。先生、こんにちは。みなさん、こんにちは。はい、こんにちは、みなさん。Hôm nay chúng ta học bài 14 nè. Sai khiến bảo ai đó làm gì đó. Được chưa? Ví dụ, em về đi. Được chưa? Em ngủ đi. Được chưa? Cái gì đó liên quan đến đi để sai khiến này rồi. Cắt tóc đi. Đúng không? Hay. Vâng, vậy thì chúng ta cùng nhau xem nội dung bài học ngày hôm nay nhá. Ok. Bốn phần. Thứ nhất là chia động từ về thể T. Được chưa nào? Hay. Rồi thì học mỗi câu về te kudasai, về te imasu, hay là te masu. Masu ka.まあ、そうか。じゃあ、ボンバンに入れない。はい。はい。てれーね。え、きれいにた。え、ちゅうけみの、いにゃ、いにゃをててね、でにゃ。ごぞみごのあいとは、どまん。え、べり、どまん。比如、かえります、たべへ、どまん。きれいな、え、べりね、かえって。え、じゃあ、え、みりりですね。え、みんとら、り、いきます、な、り、どまん、いく、どまん。はい。はい。まあ、きれいな、え、りりね。いって。いって。いってですね。いって。うん。まあ、きれいな、ぜ。話します。話します。話、チェベでごめんね。話す。おい、話す。うわ、先生な。話して、なり、話して。話して。はい。話して。でしょ。はい。では、ちょっと待ちよ。チュー、ドゥ、テル、サンテ、テ、テル、これ、ハケじゃ。はい。ハケと、うま。はい。と、肉米、ボーミーで、うん、うん、うん。はい。OK。べじゃ、ドゥ、コメヨン。3 nhóm đúng không? Không cần nhắc lại nữa đúng không? Ok, trước tiên chúng ta sẽ vào nhóm 1. Nhóm 1 thì phân ra là mấy phần này? 4 phần A, B, C, D này. Và đầu tiên, nó có xuất hiện đuôi những cái động từ mà xuất hiện đuôi là ư, chư, rự. Được chưa? Đời chư, rự thì chúng ta sẽ bỏ ư, chư, rự đi. Thêm chữ nhỏ T này vào. Ư, T này vào. Được chưa? Hay ví dụ, ư này. Cao, cao là gì đây? Ý nghĩa gì? Mua cao cái mas này nhá, hay bỏ ư đi sẽ thành là cắt tê đúng rồi, cắt tê mori cắt tê này. Tiếp theo nó đọc xè nó mora là gì? Nhận đúng rồi, mora mas chuyển thành sẽ là gì đấy? Morate đúng rồi, morate được chưa? Tiếp hết ư chuyển thành tsu được nhé. Matsu là gì? Đợi đúng không? Chia sang sẽ là gì đây? Mắt tê. Đợi đúng không? Đợi đây. Tiếp. Đi đây. Một chữ đúng không? Một chữ là gì đây? Mang đúng không? Thì sẽ là? Một tê đúng không? Một tê. Để cầm này. Đây, một tê. Cầm đi, cầm đi đấy nhé. Đây, tiếp theo. Magaru là rẽ, được chưa? Magaru. Migi ni magatte kudasai đấy nhé. Sẽ là magatte kudasai. Magatte kudasai. Tiếp theo, toru. Toru là gì? Toru là sao xin lỗi, toru là chụp ảnh, đúng không? Ngoài ra còn có một nghĩa khác là gì nhỉ? Lấy đúng không? Lấy, tốt tê. Lấy đi được nhé. Thế nào? Tốt tê. Thế nào? Hay. Ví dụ, kaerimasu, kaeru. Là gì? Trở về. Chia sang cái tê nào? Kaete. Hả? Kaete. Kaeru, đúng không? Bỏ lự đi này, kaete. Kaete. Được chưa? Hay, ok. Hiểu chưa? Hay. Đơn giản rồi đúng không? Tiếp theo. À, chuyển sang phần B này. Tiếp theo. Mư, nữ. Được chưa? Có đuôi là mư, bư, nữ. Thì chúng ta sẽ bỏ mư, bư, nữ đi. Cộng với ưng đề này. Ưng đề. Tiếp theo. Đầu tiên là gì đây? Nước là gì? Uống nước. Uống sẽ là bỏ cụ đi sẽ có. Nôn đề được không? Nôn thì lại là uống, thấy chưa? Nôn đê thì là uống đi. Nôn đê. Ok. Hay. Tiếp theo. Ca mự là cắn. 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 Thì chia là gì? Can đê. Đúng rồi. Can đê. Can đê. Tiếp theo. Bự. Asobu. Asobu là gì biết không? Chơi. Asobima đúng không? Thế là gì đây? Ansonde. Ansonde ですね。
遊んで。いや、呼ぶ。呼んで。呼ぶのディラ。わやわ。わ、私のディラ。タクシーを。呼んで。タクシーを呼んで。呼んで。じゃな。じゃあ、死ぬ。死ぬ、中央のは。死ぬのは、チェッ。チェッ。死にます。死にます。ケロン君、ケトムのくないし、もう死にます。でな、現代。レガス。はい、チェッ、死にます。で、せらんじゃ。死んで。チェッディーですね。死んで。OK? チェッ。死んで。じゃな。はい。OK? 3個ね。あ、で、準備、せいで。はい。せいで、え。せいで、ね。はい。ケトムのす。って言ってな。Stay. Yeah. What's it? Yeah. Stay. Yeah. Stay. 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 Stay.ね、ワンホイルワン。はい。ですね。先生に聞いて。何だって。はい、大丈夫。どうも、はい、大丈夫。チャンさんに聞いて。フィーさんに聞いて。はい、大丈夫ですね。はい、どうせ、ちょっと、いいですね。はい。よ。行く。あ、行く。こんにちは。どうも、どうも、どうも。よ。よ。どうぞ、どうも。よ。行く。さよなら、じいちゃん。行って。チャンホイルワン。うん、どうも。行く、行くんじゃない、だから、いいでいる。はい。でも、でも、天皇国と文献ってなんじゃ、いいでいるわ。はい。はい。で、言うのは、だから、行く、せめて、行って、違う、言うてもいいね。まだ、行って。じゃあ、はい、はい。行こう。ぐ。ぐ。ぐですね。ぐ。じゃあ、違うのになんじゃ、いいでいる。あ、ぐ、いいで。見ると、泳ぐ。何だおじょいで。泳いで。よい、泳いで。急ぐ。急いで。急いで。さらに、ダウンを取るのは何だ脱ぐ。かい。はい。はい。一応、病院に入ったら、あんかい。一応、何だぬいで。và số 14 có rất là nhiều động từ đúng không? Rồi, những cái động từ nhóm 1, nhóm 2 thì ghi hết đấy rồi đúng không? Các bạn về đã chia sang thể được chưa? Rồi. Chia rồi đúng không? Rồi, ví dụ, để chia đạo, để chia đai mas thì sao nhỉ? Để chia đạo. Rồi, để chia đạo, chia để đê. Để chia đạo. Để chia đai tê. Để chia đai tê. Để chia đai tê đấy nhé. Rồi, scout.使ってですね。でよ、使ってですね。で、じゃあ、待って。はい、待ってですね。OK。はい、3号はベラン、2号は3号、で、じゃあ、ベラン、2号は4号、4号ですね。4号は、だから、0だ。で、じゃあ、次は、動画の結束は、エールはいる。中継に向かって、どんエール、しよう。別にや。cái nhìn đấy thì sẽ là nhóm hai được chưa nào? Rồi thì chúng ta chỉ việc bỏ lự đi cộng với t thôi được chưa nào? Hay ví dụ thà bê lự sẽ là thà bê tê. Hay osie lự osie tê. Rồi osie tê. Oboe lự oboe tê. Đúng rồi. Age lự age tê. Kake lự kake tê. Đấy không? Đúng không? Kake tê được nhé. Tiếp theo.cái động từ là y lự thì cũng rất là ít nên chúng ta chỉ cần nhớ được để chơi nhạc ví dụ động từ xem này mi lự thế là mi tê đấy nhé thế là mi tê được chưa mi tê tiếp theo oki lự oki tê oki tê đấy nhé được chưa oki lự hai động từ như này được chưa hai hai
bây giờ chúng ta sẽ chú ý một chút về mấy cái động từ này. Ví động từ kadimas đúng không? Đây là tadimas. Được chưa? Thì đây là nhóm 2 nên là động từ gốc của nó sẽ là gì đây? Kari được, mặc dù nó là y đúng không? Kari được nhé. Tiếp theo, tadimas sẽ là tadi được. Tadi được là đủ, thấy chưa? Đủ. Đủ, đủ rồi. Karimas, karimas, đủ, đủ. Còn karimas sẽ là gì nhỉ? Trong bài 7. Cho mượn Karite. Đúng rồi, bỏ được đi. Karite thôi đúng không? Tiếp theo. Karite thì không nói. Ok. Tuy nhiên cái dạng này đây này chỉ viết ở đây còn gì nhỉ? Chỉ để tên người ta không còn nói. Ok. Đúng. Ok, karite là không nói. Ok. Đủ. Đủ đi, đủ đi. Đủ đi. Không nói đúng không? Hay ok. Tiếp theo. Karimas. Động từ nhóm 1 thì sẽ là đây. Nhắc rồi. Karite. Karite đúng không? Bỏ được đi cậu. Cái tê được chưa? Ừ. Chú ý ghi vào, chú ý vào ba cái động từ này vào. Ngoài ra còn có một động từ như thế này nữa, hai động từ như thế này. Bài 4 chúng ta học okimasu rồi, à dạy. Đúng nào? Okimasu là dạy. Đây, cái đây cũng là okimasu. Okimasu này là đặt để. Trong thư vựng có. 15 à? 15 có à? 14 đúng không? Đây bài 4. Okimasu là đặt để, thế nhá. Để. Nhưng mà đây thì lại là nhóm 1. Còn đây thì lại là nhóm 2. Vậy thì chia để dựng xem nào. Oite. Oite. Oite o cự xem nào. Oite để nhé. Tức là o cự đúng không? Cự thì là oite để nhé. Tiếp theo. O kinh được xem nào. Okite. Okite. Okite để vẫn lại có thôi. Mi được mi tê nhé. O kinh được mi tê nhé. Hiểu không? Hay. Có hỏi gì không? Không ạ. Không ạ. Không có gì hỏi à? Mình hỏi thì đi tiếp nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang nhà nhóm 1, nhóm 2, bây giờ chúng ta chuyển sang nhóm 3. 3. Hai động từ đúng không? Hai. Động từ thì nhờ? Suru và kuru. Thế chưa? Hai. Suru và kuru. Suru sẽ thành là gì nhờ? Shite. Và kuru sẽ thành? Kite. Để thế nào? Hai. Kekon suru. À, đúng rồi. Kekon suru sẽ là? Kekon shite. Đúng rồi. Kekon shite. Kaimono suru. Kaimono shite. Kaimono shite. Sanpo suru. Sanpo shite. Được chưa? Hay. Làm thế nào để nhớ được cái này? Nhiều bạn cũng đau đầu nên là gì nhỉ? Mình tổng hợp lại. Nhóm 2 thì không cần quan tâm rồi vì tất cả đều mát hay là lực thì ta chỉ bỏ mát bỏ lực đi được không? Cộng tên là được. Còn chủ yếu là nhóm 1. Đây nhóm 1. Đây nhóm 1 này. Còn đây là nhóm 3 đúng không? Đó là nhớ được hành cái này. Đây có một bài hát như thế này. Thử nghe thử trước nhé. Còn luyện tập sau. Ừ chứ rứt tê. Chứ rứt này nhét vào đây không? Ừ chứ rứt tê. Mư bư nâng đê. Hiểu không? Mư bư nâng đê. Sư si tê cư y tê cư y đê. Sư rư si tê cư rư ki tê. À thiếu một từ nữa. Đây. Y cư. Đặc biệt đúng không? Y cư. Y tê. Y tê. Y tê. Nghe là nó nhá. Hát nhanh nhanh một tí nhá. Ừ chứ rứt tê. Mư bư nâng đê. すしてくいてふいでするしてくるきていくいってはい、どこかやどんどんじゃあ、あ、あ、できたわあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、ねえ、ねえ、材料、こうやってしてなんだろうよ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、うつるってうつるってうつるってうつるって OK むぶぬんでむぶぬんで高くなるのもいいのかトン高くなるのかだからどううつるってむぶぬんでうつるってむぶぬんでかいちぇたぶんかいちぇたぶんかいちぇたぶんせーのうつるってむぶぬんで cái đầu tiên này nói hơi cao rồi, cái gì không hay đúng không? うつるってうつるって
むぶぬんで、むぶぬんで。はい、それから、はい。すしてくいてぐいで、すして、すして、すしてくいて、すしてくいてぐいで、ぐいでかない、かない、かない、さんかない、どん、かない、さんかない、どん、ぐいはずんばんでいい、かない、ぐいで、でか、はい、わかるや。すして、すしてくい、あ、すしてく、あ、違うね、伸びるのね。すしてく、いや、せーの。すしてくいてぐいで、いや、はい、よいしょ。はい。はい。すしてくいてぐいで、はい、よいしょ。はい。やっ。すしてくるきていく。はい、何年もかいな。大丈夫、いくぐすらいよ。せーの。すしてくるきていく。いって。はい。はい。はい、どう？OK。うつるって、せーの。うつるって、むぶぬんで、すしてくる。はい、どう？すしてくいや、はい、せーの。すしてくいてぐいで。はい。すしてくるきていて。いく。いく。いくいてね。あれ。せーの。うつるって、むぶぬんで、すしてく。そう、そう、前のしてくんじゃ。すしてく。あれあ、あら。あ、次だね。す、す、すしてく。カペラチョウや。カペラ、おめでとうな。あ、すしてくいてぐいで。はい、うらら。はい、シャラだな。あ、すしてく。すしてくの。あ、ほんくんやや。すしてくいてぐいでいでいでいでよあすすしてぐいてすいてぐはいいかがだかやらないねすしてぐいてぐいですしてくるきていくいって。はい、こんにゃんね。こんにゃんね。はい。あれ。うつるって、せーの。うつるって、むぶぬんで。すしてくいてぐいで。すしてくるきていくいって。マシモンは？マシモンは？ガスはかない。次に呼ぶでしょ。はいはい。はい。OK。3号。なっちゃん3号ずまーい。出てください。ね。で、ください。いや、順が違うけど、で、いや、順がせっかく見るとください。ね、まろ。でじゃあ、ください。ね。うん。平常、きもばんべんのちょっとめにゃう。ばわにゃう、まいなんかない、なんかきゅうりて、のせて、こんぶ。まって、いって、かえって、きって、でじゃあ、教えて。な、みんじょん、ばんべんせんのにで、じゃあ、にまきのびんぐいちぇんな。khi mà mình muốn bảo là hãy làm gì đó đi thì chúng ta cộng cái kudasai vào nó mang cái nghệ sự được chưa hay ok chưa hay hay ví dụ đơn giản thường khi mà chúng ta nhờ bảo cái gì đó bảo cái gì đó thì chúng ta thường dùng sumimasen ga là nhé ok các bạn sumimasen ga sumimasen ga sumimasen ga sumimasen ga ok chú ý aircon をつけてください aircon をつけてください xin lỗi hãy bật cho tôi cái điều hòa xin lỗi hãy bật cái điều hòa cho tôi hãy bật cái điều hòa cho tôi hay là gì ạ xin lỗi bật điều hòa lên đúng không xin lỗi anh bật điều hòa lên được chưa hai tiếp mo san you sai des yo hayaku kikoshite kudasai bây giờ đây là gì nhỉ mẹ hay là ai đó nói với mình đó mình 30 tuổi rồi đã 30 tuổi rồi mo san you sai des yo yếu này như kiểu này trước đấy á mày 30 tuổi rồi đấy đấy không mày 30 tuổi rồi đấy kết hôn kết hôn đi kết hôn đi hay là cự là gì hay là cự sớm đúng không hay nhanh hay là gì nhỉ hay là cái con Steve Jobs này cái con gọi là gì nhỉ kết hôn luôn đi mày cưới luôn đi
cứ nhanh lên, cứ nhanh lên, lấy vợ nhanh, nhanh, nhanh lên, lấy vợ nhanh lên, đấy, lấy vợ nhanh lên, được chưa nào? Hai tiếp. Asuji, asurepoto. Cái này asu trong đầu ba sẽ ra từ asu, bình thường trong đầu bốn thì chúng ta sẽ đọc là asta lên nhé, chưa? Asta, 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 repoto o kaete kadu kurasai. Kaete kurasai. Ngày mai viết báo cáo đi. Hãy viết báo cáo đi, đúng không? Hai tiếp. Ano sumimasen ga kanozo no denwa bango o osiete kudasai. Kanozo no. Ano là gì đây? Ano chưa? Ano là gì nhỉ? À ừ. À. Chưa? Xin lỗi. Hãy. Osie là gì đây? Nói chuyện. Chỉ cho tôi, bảo cho tôi đúng không? Số điện thoại của cô ấy. Hãy chỉ cho tôi số điện thoại của cô ấy đúng không? Hãy chỉ cho tôi số điện thoại của cô ấy. Được chưa? Hai. Bioki desu kara kusuri o nonde kudasai. Bởi vì bị ốm, hãy uống thuốc đi, hãy uống thuốc đi. Em bị ốm hãy uống thuốc đi. Bioki desu kara kusuri o nonde kudasai. Được chưa? Hai. Mo osso kara hazaku kaete kudasai. Mo osoi kara. Osoi kara. Hoặc là tên chữ desu, nếu mà lịch sự đây đúng không? Tên chữ desu đây đúng không? Osoi desu kara hazaku kaete kudasai. Được chưa? Hai. Mo có nghĩa là gì đây? Đã. Đã cái gì đó đúng không? Đã muộn rồi. Về sớm đi. Muộn rồi đấy đúng không? Về sớm đi. Hay kaete kudasai hazaku. Tiếp. Asta. Kuramono to yasui o katte kudasai. Đó là gì đấy? Yasai. Yasai o katte kudasai. Ngày mai yasai. Hãy mua đồ ăn và rau. Rau và hoa quả. Kuramono là hoa quả. Ngày mai hãy mua hoa quả và rau. Nhé, hôm nay mua hoa quả rau nhé. Ok. Hãy. Kuramono, yasai, katte kudasai. Sumimasen ga 100万 đồng o katte kudasai. Ima okane ga arimasen kara. Ima okane ga arimasen kara. Xin lỗi đúng không? Hãy cho tôi mượn 100万 là 10 triệu à? 10 triệu. Trời đất. 100万 đồng. Man là mấy số không vậy? 4 ạ. 4 thì là 6 số không là mất tiền. 6 số. À, 1 triệu à? Ờ, 1 triệu. Nhạc cơm ăn đồng 1 triệu, được chưa? Trong cái bài số đếm đã học rồi mà. Ok. Nhạc cơm ăn đồng, ok, sẽ có dài. Nỡ cho em mượn 1 triệu, đúng không? Để em không có tiền. Đúng không? Để em không có tiền. Em phải cả là lý do là bởi vì đúng không nào? Nhưng mà cũng cần phải gọi đi mà xem cả. Hay. Asta testo ga arimasu kara kyou hazaku nete kudasai. Vì ngày mai là Tết ạ. Có bài kiểm tra. Bài kiểm tra. Testo. Bởi vì ngày mai có bài kiểm tra. Nên là hãy ngủ sớm đi, hôm nay hãy ngủ sớm đi. Được chưa nhỉ? Bởi vì mai có bài test đấy, được chưa? Nai kun, mo jiuji desu yo, sugu okite kudasai. Anh Nam. Kun là Nam ơi, kiểu như đứa con. 10 giờ rồi đấy. 10 giờ rồi đấy, đúng không? Mo jiuji desu yo. Dậy đi. Dậy ngay đi đúng không? Sự là ngay là tức đúng không? Hai. Hai, sự okite kudasai. Dậy ngay đi. Hai. Chạy ngay đi. Chạy ngay đi. Chạy ngay đi là sự. Hasite. Đúng rồi, hasiru đúng không? Hasite kudasai. Chạy ngay đi. Hasite kudasai. Chạy ngay đi. Sự hasite kudasai. Ok. Hai. Trước khi mọi điều còn tồi tệ hơn à. Ok chưa? Hai. Để ta chuyển sang phần số 4 này này. Rồi. Đang làm gì, đang diễn ra điều gì đó. Được chưa nào? Trời đang mưa này. Diễn tả cái gì nhỉ? Hành động đang diễn ra. Hành động đang diễn ra hay là một cái trạng thái nào diễn ra, trời đang nắng, đang mưa đúng không nào? Rồi.
cô ấy đang ngủ này, đúng không? Anh ấy đang ăn cơm này. Thì chúng ta chia về thể te cộng với lại imasu. Về te imasu. Được chưa nào? Bắt đầu. Ví dụ trong tabemasu là tabete imasu. Se no. Tabete imasu. Hay. Tabemasu. Tabete imasu. Được chưa nào? Hay. Chia để được nhé, thử chia nhá. Oseru.教えています。どうも教えています。じゃあ、教えています。ビド、待つ。待っています。どうも待っています。何が、はい。見ます。見ています。どうも見ています。起きます。起きる。起きています。起きています。じゃあ、はい。はい。考える。考えています。はい。考えています。何気じゃあ、はい。覚える。覚えています。じゃあ、見せる。見せています。はい。見せています。じゃあ、はい。呼ぶ。呼んでいます。遊ぶ。遊んでいます。でじゃあ、じゃあ遊んでいます。じゃあ。はい。bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến ví dụ nhá. OK. Ví dụ đầu tiên này. Đấy, các bạn có thể thấy. Ở đây chúng ta có mẫu câu là gì? Khi mà muốn hỏi ai đó đang làm gì đó, chúng ta sẽ nói rằng là gì? Nani wo shite imasu ka? Được chưa? Nani wo shite imasu ka? Được chưa? Hay trong câu này chúng ta sẽ có gì? Musume là con gái của tôi, được chưa? Hay musume là con gái tôi, con gái chúng ta đấy. Chẳng hạn như là mình sẽ điện về cho cô Thanh này chứ. Em ơi, con đang làm gì thấy? Đúng không nhỉ? Con đang ngủ anh nhá. Thì nó là câu này, được chưa nhỉ? Hay musume wa nani wo shite imasu ka? Được chưa nào? Hay ima nete imasu. Được chưa? OK. Tương tự như thế đấy. Ai đó gọi điện cho cô Thanh chẳng hạn, đúng không? ご主人は今何をしていますか? Tức là gì đấy? Chồng cậu đang làm gì vậy? Đúng không? Ông ấy đang uống rượu. お酒を飲んでいます. ご主人は今何をしていますか? じゃあ、お酒を飲んでいます. Thế nào? Hay. Hay là chúng ta muốn hỏi là gì nhỉ? Em đang học à? 勉強してますか? Thì nếu mà chúng ta đang học thì chúng ta sẽ nói là Hay, 勉強してます.Còn không phải như vậy. Ie benkyou shite imasen. Được chưa nào? Tiếp. Hùng song wa hoa song to hara shite imasu. Hùng今勉強していますか? いいえ、勉強していません。いいえ、勉強していませんのは、はい。で、リンさんは、今彼氏と、遊んでいます。うん。リン。Em Linh đúng không? Bé Linh. Bé Linh. Bé Linh đã. Đang chơi. Đang chơi với bạn trai. Bạn trai. Karisi không? Karisi. Karisi. Karisi bạn trai. Được chưa? Bây giờ bé Linh đang chơi với bạn trai đúng không? Hay. Ima nani wo shite imasu ka? Bango han wo tabete imasu. Ừ, đúng không? Gọi điện cho nhau không? Ima nani wo shite imasu ka? Ima bango han wo tabete imasu. Được chưa? Hay. Được không? Dễ ý mà sẽ đang làm cái gì đó, được chưa? Về thể tiếp diễn đấy, được chưa? Hay, phần cuối cùng ha. Phần cuối cùng trong bài ngày hôm nay đó là gì đây? Khi mà muốn giúp ai điều gì đó, được chưa? Một thấy một người đang mang nặng chẳng hạn, đúng không? Mình muốn giúp đỡ đúng không? Hay mang hộ người ta thì muscle cả. Hay là gì ạ? Mình muốn gọi taxi cho người ta đó đúng không? Em gọi taxi cho anh nhé, được chưa? Em mang hộ anh nhé, được chưa? Em mua hộ anh nhé, được chưa? Chúng ta sẽ muscle cả, bắt đầu muscle cả.マッショーカ。持ちましょうか。持ちましょうか。はい。買いましょうか。買いましょうか。買いましょうか。買いましょうか。はい。
読みましょうか。読みましょうか。読みましょうか。読みましょうか。はい。教えましょうか。教えましょうか。教えましょうか。教えましょうか。じゃ、うん、대답을해냐。うん、結構私いいな。はい。じゃあ、はい。あ、ねえ、なぜじゃ、今、ちょっと待って、どうもいい？どうも、すみません。すみませんね、死ぬおいど。でもね、どこへ、あの、どうもいい？あ、死ぬおいね。なんか、今日な、ピアノいこわ。はい。お願いします。じゃどうも、すみません。ほら、ちょっと違うの。すみません。お願いします。あなたは、すみません。すみません。お願いします。お願いします。はい。今、あとちょうど、いえ、結構です。いえ、結構です。いえ、結構です。いえ、結構です。はい。いえ、大丈夫です。いえ、大丈夫です。あと、大丈夫。じゃあ。あ、違うの大丈夫ね。大丈夫。大丈夫。です。大丈夫な、không sao じゃ。いえ、結構です。あ、結構、こんばんは。大丈夫、こんばんは。大丈夫、こんばんは。いえ、結構です。OK、じゃあ。はい。いえ、大丈夫です。OK? 以上ね。よう、だん、ちゃん、ほんなんわ、あんわ。うん。窓を開けましょうか。開けましょうか。開けましょうか。あら、開けましょうか。開けましょうか。開けましょうか。開けましょうか。窓を開けましょうか。窓を開けましょうか。うん。どうもいいのか。すみません。お願いします。あ、はい、ではね、チャーミン、ニューマン。窓を開けましょうか。すみません。あ、お願いします。うん。開けましょうかですね。開けましょうか。ま、エアコン。あ、エアコン。あ、そういう意味が、準備じゃない。エアコンを、つけましょうか。つけましょうか。つけましょうか。すみません、お願いします。すみません、お願いします。じゃあ、はい。で、はい。その荷物、重いですね。持ちましょうか。ああ、どうも、すみません、お願いします。うん、まあ、これでかでか。行李này có vẻ nặng nhỉ?tôi mang hộ nhé. Tôi mang giúp anh nhé. Phiền anh, phiền quá. À xin lỗi, cảm ơn, phiền quá. Xin lỗi, cảm ơn. Xin lỗi. Mời anh giúp đỡ, mời anh giúp. Ok nha, tiếp. Taxi. Taxi. Taxi を呼びましょうか? いいえ、結構です。はい。呼びましょうか?呼びましょうか。呼びましょうか。呼びましょうか。いえ、結構です。いえ、結構です。いえ、大丈夫です。いえ、大丈夫です。OK、じゃあ、大丈夫です。で、この本、コーヒーしましょうか。あ、しますか。はい、でコピー。コピー。コピー。コピーしましょうか。コピーしましょうか。いえ、結構です。いえ、結構です。じゃあ、何時代コピーだ、コピーだ。フォトを書いてね。フォトを書いてね。どうしたら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 うん、tôi giúp anh cái gì nhé? Tôi giúp anh cái gì nhé? Đúng không? Nani cả. Tôi giúp anh cái gì nhé? Đúng không? Hay là gì không? Tôi sẽ giúp anh cái gì nhé? Tôi đây đúng không? Giúp anh đúng không? Cái gì đó đúng không? Nani cả, thích chơi masho cả. Thấy người ta đang rất là bận rộn cái gì đó thôi chị ạ. Nani cả, thích chơi masho cả. Đấy nhá. OK. Có nhiều việc phải làm đấy. Thì mình là Nani cả đấy nhé. Ye, cái cô đấy tất cả. Ye, đại dục đấy. Được chưa? Hai tiếp.鉛筆がありませんか貸しましょうか、うん、貸しましょうか貸しましょうか、うん、はい、どうもすみませんこれは何だもう、だから、ちょっと待って突然見たら、ここに入ってるんだ入ってるんだ入ってるんだ入ってるんだ入ってるんだ入ってるんだ入ってるんだはい、どうもすみませんうん、感謝ねどうもすみませんNhấn mạnh nhé, đồng hồ ありがとうございました, đúng không? Được xin mời mời xem trong trường hợp này, nó sẽ tương đương với ありがとうございました, nhé chưa? Đồng hồ xin mời xem. OK, xin mời xem tính là ありがとう, nhé chưa? Trong trường hợp này.
Okay. Tại vì nó bao hàm cả cái tâm trạng xin lỗi đúng không? Vì đã làm phiền người ta. Hay tiếp. À chú ý đến nè, chú mê tai mi dự ô cái mà sổ cả. Hay, ô nê gai xin mát. Dịch. À, nóng nhỉ? À, tôi mua nước lạnh cho nhé. À, vâng, cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh đúng không? Này. Cảm ơn chị. Nè, xin mát. Tiếp. Xin ô, tori mát sổ cả. Hay. どうもすみません。お願いします。はい、どうもすみません。お願いします。はい。Tại nhà thấy mọi người đang đứng đứng chụp chụp ảnh, không ai chụp ảnh. À, さしんとりましょうか? Tôi chụp ảnh cho đỡ anh nhé, được chưa? Hay, どうもすみません。お願いします。 Tiếp. Samui desu ne. Aircon o keshimashouka? O keshimashouka? Iie, daizoubu desu. Sẽ lạnh nhỉ? Tôi tắt điều hòa đi nhé. Ừ, tắt điều hòa nhé. À, không sao đâu. Không sao đâu được đấy. Nhớ Thúy đọc lại Masoka thế không? Masoka. 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 Keshimashouka. 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 Akemashouka. 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 Tsukemashouka. 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 Được chưa? Mấy động từ này phải nhớ nhá. Bật là gì? Bật điều hòa. Tsukemashouka. Bật TV. Tsukemashouka. Được chưa? Tắt điều hòa. Tắt TV. Keshimashouka. Keshimashouka. Được chưa? Hey, mở cửa. Akemashouka. Đóng cửa. Shimemashouka. Đúng rồi, đóng cửa. Shimemashouka. Được chưa? Shime. OK. Đóng. Hey. Không hết à? Vẫn còn. Tiếp. Nốt. Ame ga futte imasu. Ame ga futte imasu ne. Kasa o kashimashouka. Hai, sumimasen, onegaishimasu. Ví dụ như là mình thích con bé nào đấy mà hay là cũng đi học đúng không? Trời tự nhiên mưa này, mình ngang hô này. Ôi trời mưa này, mưa gì đúng không? Hay chơi con hô này. Cảm ơn anh. OK, hai, sumimasen. Được chưa? Hai. Hết rồi. OK. Xong. Và hôm nay có những cái gì? Chia sẻ tê này. Chia sẻ tê. Tê kudasai. Đúng không? Về tê imasu. Đang làm gì đó mẹ? Masoka. Thế không? Hay. Sau thì các bạn nhớ đọc phần luyện tập trong sách nhé. Hay. Kiều ạ, cũng có lẽ ổn imasu. Hay, miya san. Kiều, arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita. Miya san, arigatou gozaimashita. Mata ne. Mata ne.